Các bác thân mến, đối với dòng âm ly Denon của Nhật Bản thì từ trước đến nay bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều những mẫu model khác nhau. Ví dụ như dòng 580D, 780D, 890D, 890DG, rồi là hai La Mã, 2004 La Mã, 1500R, rồi là S10, hai La Mã, v. v rất là nhiều. Có thể nói hiện nay những dòng âm ly Denon có mặt tại cửa hàng của chúng em có một số lượng rất là lớn, thoải mái để các bác có thể lựa chọn những sản phẩm mà các bác ưng ý nhất. Các bác thấy đây là không gian thì em cũng bày ra một số mẫu để các bác có thể tham khảo. Các bác thấy rất là nhiều. 2025 mã này, 204 mã này, 940 trơn, 940V rồi là 980. 890D rồi là 890DG, dòng tem và dòng không tem. Nhưng mà âm ly Denon như thế này thì hiện nay bên cửa hàng của chúng em có đến vào khoảng tầm 4 đến 50 chiếc, thoải mái để các bác có thể lựa chọn những sản phẩm mà các bác ưng ý nhất. Và những dòng âm ly như thế này, nó thích hợp trong lòng một bộ giải mã DAC rất là thuận tiện. Các bác mua một mà được hai. Và nữa thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với nhiều các dòng loa khác nhau. Đặc biệt thì các bác đánh với những dòng loa bốt và các bác thêm một chiếc vang nữa là chúng ta được một bộ cấu hình 2 trong 1. Vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Và những chiếc âm ly Denon 890DG tem chứng như thế này có mức giá là 21. Còn đối với dòng không tem có mức giá là 20. rồi là dòng 890D, dòng không tem và dòng có tem có mức giá vào khoảng 15 16 triệu đồng. Rồi là 780D có giá 12. Các mẫu âm đi thì rất là nhiều, thoải mái để các bác có thể lựa chọn. Và trọng tâm ở video clip ngày hôm nay thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát tìm hiểu cụ thể về chiếc ly Denon 780D. Đối với những dòng âm ly đê nông thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã tháo và quay lòng phèo. Bên cửa hàng của chúng em cũng đã tháo quay nội thất của những dòng âm ly đê nông 890D rồi là 890DG. Còn đối với dòng âm ly đê nông 780D này thì bên cửa hàng của chúng em cũng chưa thực hiện video clip nào để tháo và quay toàn bộ nội thất của nó ở bên trong. Do đó thì ở video clip này em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về hình thức bề ngoài, các tính năng ở mặt trước cũng như mặt sau của chiếc âm ly này và sau đó thì em sẽ mở nắp ra để cùng các bác quan sát được rõ hơn về nội thất của chiếc âm ly Denon 780D này các bác thấy thì em à, nhấc một chiếc ra để cùng các bác sẽ đi tìm hiểu cụ thể về dòng model này chiếc âm ly Denon 780D này được ra đời năm 1987 chiếc âm ly này có chiều ngang vào khoảng 43,4 cm chiều sâu của nó vào khoảng 40,7cm gì đó Và chiều cao của nó vào khoảng 17,2 Em cũng ăn áng khoảng như vậy Các bác à, hãy cùng em à, sẽ quan sát tổng quan một vòng về hình thức của chiếc âm ly này Và sau đó thì em à, sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về các tính năng một Ở mặt trước cũng như ở mặt sau của dòng model 780D này các bác thấy được đây là tổng quan ở mặt trước của chiếc âm ly Denon 780D. Các bác nhìn thấy đây là cổng thép monitor. Thép 1 rồi là thép 2. Thép 3. Ở phía dưới đó là một nút power, nút nguồn. Bên này thì các bác nhìn thấy analog input selector, tức là các bác có thể chọn các đường đưa tín hiệu đi vào, AUX, tuner này, rồi là CD hay cổng phono. Đây là nút phone, rồi là speaker, các bác nhìn thấy bạn về này là off, tức là tắt nó đánh hai cầu AB và A cộng B. Cầu A này, cầu B này và A cộng B. Cái đường này là đường Z selector. Này là chỉnh bát chép. Và các bác thấy ở mặt trước của nó hiển thị ba cái bóng ở đây từ 32 này, 44 và 48. Các bác nhìn thấy digital direct input. Các bác có thể cắm giải mã qua cái đường đồng trục của chiều này đối với dòng 780 d này thì nó sử dụng à, qua đường đồng trục đây là cái nút ấn chọn digital hay là cái đường Underlock tức là các bác có thể ấn vào chạy à, qua đường à cosine thì nó các bác sẽ ấn vào à, nhả ra là digital còn các bác muốn chạy cái đường analog thì các bác ấn vào bên này là cái đường digital input selector các bác à, cắm vào ba cái cổng cosine ở đằng sau ấy các bác có thể cắm vào cổng AUX này rồi là DBS này, rồi là CD này, rồi là DAT này. Thì các bác cắm cổng nào thì các bác sẽ vặn về cổng đó. Ở phía dưới này thì các bác nhìn thấy đây là cổng phono selector, nó dùng cho kim MC hay kim M. MM. Các bác chạy đầu địa than, kim nào thì các bác vặn về cổng đó. Đây là đi jack, các bác ấn đi vào thì các bác sẽ không chỉnh được bắt chép. Phía dưới là low load, rồi là bên này là tinh giảm âm. Đây là ba lăng và đương nhiên đây là volume của nó rồi nó được bố trí một cái núm volume rất là to như vậy thì các bác thấy được đây là tổng quan về mặt trước các nút các tính năng của chiếc âm ly Denon 780D đây là ở phía bên sườn này các bác thấy đây là chiếc âm ly Denon 780D có thể nói rất là tuyệt vời nó được ra đời từ năm 87 và cho đến nay thì các bác nhìn thấy về hình thức của nó như thế này thì các bác thấy rất là xuất sắc rồi hàng bãi mà như này thì các bác không phải chê gì nữa rồi quá xuất sắc các bác thấy được đây là tổng quan ở mặt sau của chiếc âm ly Denon 780D bên này thì các bác thấy nó sử dụng hai cầu trên là cầu A dưới là cầu B đen là âm và đỏ là dương đây là dây nguồn đưa tín hiệu đi vào và các bác có thể cắm nguồn điện cấp cho các thiết bị khác vào đây các bác lưu ý đối với chiếc âm ly Denon 780D này nó chạy nguồn điện 100V các bác nhìn thấy made in Japan này bên này là các đường à, cắm tín hiệu đi vào cổng thép 1 thép 2 và thép 3 các bác lưu ý đối với dòng âm ly Denon 780D này thì các bác nhìn thấy có cổng Velocep Shot đối với cổng này thì các bác thấy là những dòng âm ly Sansu thì nó sẽ có cổng Velocep và dòng 780D này thì nó có cổng Velocep Shot như những dòng âm ly như dòng 707 hay 607 nó ký hiệu rất là rõ đường ao và đường in. Bên này là đường kết à, nối của đường underlock, cổng phono này, AUX này, cổng CD này, rồi là cổng tuner. Bên này là cổng digital input, tức là các bác có thể cắm các đường đồng trục, giải mã của đường đồng trục vào đây. Cộng CD, cổng DAT và cổng DBS. Như ở trước nãy em nói ở mặt trước âm ly, khi các bác cắm vào cổng nào thì các bác có thể vặn chọn về cổng đó. Đây là cái nút Gnd Tiếp mát Các bác nhìn thấy Denon 780D Dòng này chạy nguồn điện 100V và có công suất tiêu thụ điện là 216W có tần số từ 50 đến 60 Hz Như vậy thì các bác thấy được đây là tổng quan ở phía sau của chiếc âm ly Denon 780D Đây là ở phía bên sườn và trên nóc của chiếc âm ly Denon 780D này Rất là tuyệt vời các bác thấy về tình trạng của nó rất là xuất sắc rồi. Chiếc đi này có cân nặng lên đến 15,6 kg. Dòng này thì các bác có thể đánh với những dòng loa bốt 501 này, rồi là những dòng uh, loa bốt 301 4.2, rồi là 601 đánh rất là ok. Ngoài ra thì các bác có thể đánh với những dòng uh, Pioneer như dòng uh, S180 35 mã, rồi là những dòng uh, loa của Vega như dòng uh, 120 hay những dòng loa của Onkyo đánh rất là tuyệt vời. Chất âm của dòng 780D này thì nó đem lại tiếng bát xuống rất là sâu, trung chép rất là tơi và sáng tiếng, nghe âm thanh rất là thanh thoát. Và sau đây thì em sẽ mở nắp ra để cùng các bác quan sát về nội thất của nó bên trong cũng như là về cách nha, bố trí về sò hay cũng như là các uh, biến thế nguồn của nó để các bác có thể nắm được rõ về nội thất của chiếc âm ly Denon 780D này. Các bác thấy được sau khi em đã tháo nắp vỏ của nó ra thì đây là toàn bộ nội thất của nó ở phía bên trong. Trước tiên thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái biến thế nguồn được bố trí nằm ở góc phía bên tay trái khi chúng ta đối diện trước mặt của âm ly vào. Và nó sử dụng bốn con tụ lọc. Các bác nhìn thấy đây tụ lọc của nó đây. hai con tụ to và hai con tụ nhỏ. Đây là hệ thống thanh tản nhiệt. Các bác thấy thì về tình trạng của nó thì em nhấc nắp ra thì em cũng quay luôn để các bác có thể nắm được chứ chưa cần lau chùi gì đâu điểm đặc biệt của nó thì các bác cùng quan sát về sò cũng như cách bố trí của dòng model này các bác thấy đối với dòng à, âm ly Denon 780D này thì nó sử dụng bốn con sò sang ken đó là dòng hai à, ốc vít để các bác nhìn thấy nó được bố trí vít ốc hai bên đây là sò to gọi là sò 2 bit 4 sò các bác nhìn thấy rất rõ mã số của nó này sò sang ken này các bác nhìn thấy tất cả nguyên bản đây là hệ thống keo nó bôi như thế này để các bác thấy để khi hoạt động nó sẽ làm mát con sò này nó sẽ không bị nóng còn à, đây là toàn bộ về hệ thống linh kiện của nó ở phía bên trong các bác đều đã biết đối với cái hàng điện tử của Nhật Bản thì theo năm tháng bao nhiêu năm nay rồi thì như các bác thấy tất cả những con tụ này, những con trở này, đấy, các bác nhìn thấy đây, những con tụ, những con trở này, những phên mạch của nó thì các bác thấy đây, đều có chữ D nông. Và với tình trạng của nó thì phên mạch vẫn còn vàng ươm bao nhiêu năm rồi nhưng mà các bác thấy nó sẽ không bị hàn gì, rồi là nó không bị nhào đi. Mà các bác thấy phên của nó thì vẫn còn vàng ươm như thế này, có thể nói rất là chất lượng. Đấy, các bác nhìn thấy những chân của con tụ con trở thì tất cả nguyên bản hết. Đấy. Chưa có chấm mút hàn xỉ và chưa có sự thay thế gì cả. Các bác nhìn thấy những cái bên chỗ hệ thống á, thành tản nhiệt này. Đấy. Các bác thấy nó còn nguyên cả bụi bạn. Em tháo ra thì em à, quay luôn để các bác thấy được về cái tình trạng của nó phía bên trong cũng như là cái cách bố trí về nguồn rồi là sò của dòng mô đen này Còn về hệ thống bên trong như thế này thì chúng ta lau chùi đi một chút Thì nó sẽ còn xuất sắc hơn rất là nhiều Nó sử dụng một cái biến thế nguồn ở góc bên này rất là lớn Như vậy thì các bác thấy được à, các bác cũng đã được quan sát Cụ thể về cái nội thất của chiếc âm ly Denon 780D rồi có thể nói đây là lần đầu tiên mà bên cửa hàng của chúng em tháo quay nội thất của chiếc âm ly Denon 780D này để cùng các bác cùng quan sát. Thì mỗi khi có thời gian rảnh thì em sẽ thực hiện những video clip để quay toàn bộ nội thất của những chiếc âm ly hay những chiếc đầu nào đó mà bên cửa hàng của chúng em muốn giới thiệu đến các bác. Thứ nhất là để giới thiệu các sản phẩm. Thứ hai là để các bác có thể nắm được và biết được về cái cấu trúc của nó ở bên trong để các bác có thể sau này các bác có mua sản phẩm như thế nào thì các bác có thể so sánh với những sản phẩm các bác có thể mua ở shop khác để các bác có thể nắm được và biết được để tránh cái trường hợp mà các bác tiền mất tật mang và cuối cùng chiếc âm ly Denon 780D với tình trạng đẹp từ trong ra ngoài như thế này hay nói cái khác đẹp từ ngoài vào trong như thế này thì có mức giá là 12 triệu đồng. Đối với dòng âm ly Denon 780D như thế này thì hiện nay nó sẽ có mức giá cao hơn so với trước đây một chút. Như vậy vừa rồi thì em cùng các bác cũng đã đi quan sát cụ thể về hình thức bề ngoài cũng như về nội thất của chiếc âm ly Denon 780D rồi. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây.